Kênh thi ba tổng hợp các diễn biến chiến sự tính đến 0 giờ ngày 27 tháng 5. Lực lượng Nga thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu của Ukraine, ghi nhận các vụ nổ, bao gồm cả khu vực làng Kiziki ở vùng Sumy cũng như gần Chernihiv. Đổi lại, đội hình Ukraine phóng UAV vào một trạm radar ở vùng Odenburg, tuy nhiên nó đã bị đánh chặn gần làng Gokopskoye. Theo hướng Kupiansk-Svatove, các đơn vị Nga đã thiết lập quyền kiểm soát ngôi làng Ivanovka. Điều này cũng được xác nhận bằng các cảnh quay từ phía Ukraine. Trên mặt trận, đây là khu định cư thứ ba mà quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát trong thời gian gần đây. Trước đó, Koliadovka và Kiliska cũng được chiếm lĩnh. Theo hướng Donetsk, các đội xung kích của lực lượng Moscow cuối cùng đã dọn sạch Nizelovo, lá cờ Nga đã được treo ở ngoại ô phía Tây và trung tâm ngôi làng. Đồng thời, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở Krasnogorivka, nơi Ukraine đã dần bắt đầu rút lực lượng khỏi tiểu quận phía đông. Theo hướng Vremivka, quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát ở Saromyskoye. Các đơn vị của Moscow gần như đã tiến tới vùng ngoại ô phía tây bắc của ngôi làng và có thể xâm nhập vào khu vực trung tâm. Nồi hầm nhỏ ở vùng trũng lòng sông Mokdiye-Yali cuối cùng cũng đã được Nga dọn sạch. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu vào tối ngày 27 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác đưa ra quyết định cho phép họ tấn công phủ đầu các điểm tập trung quân Nga, cũng như là đẩy nhanh và tăng cường cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Ông nói nhiều nhà lãnh đạo đại diện các quốc gia và tổ chức quốc tế, nhân vật của công chúng, bày tỏ sự thông cảm với Ukraine và Kharkov, lên án hành động của Nga, và điều quan trọng là sự lên án như vậy sẽ dẫn đến những kết quả hoàn toàn công bằng. Để cuối cùng, chúng ta có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ Ukraine, các thành phố của chúng ta và để các đối tác của chúng ta có đủ quyết tâm phòng ngừa chống lại Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, chúng tôi trinh sát thấy mọi điểm tập trung của quân đội Nga, chúng tôi biết tất cả các khu vực phóng tên lửa và máy bay chiến đấu của họ. Tiêu diệt lực lượng này đồng nghĩa với việc là cứu sống hàng nghìn người và đảm bảo chấm dứt việc mở rộng chiến tranh là một quyết định thuần túy chính trị, một quyết định cần được thực hiện. Cảm ơn tất cả những người hỗ trợ chúng tôi trong việc này. Ông nhấn mạnh, chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác để tăng tốc và tăng cường giao máy bay F-16 cho Ukraine. Điều này cũng sẽ tăng thêm sự bảo vệ cho chúng tôi khỏi các cuộc tấn công vào các thành phố của chúng tôi và khỏi áp lực từ quân đội Nga ở mặt trận. Chuyên gia quân sự FKNIP Lysitsyn cho biết, theo hướng Kubyans, quân đội Nga tiếp cận Senmaykovka và Atemovka. Lực lượng Moscow đã kiểm soát làng Berestovoye và trước đó là Ivanovka ở phía bắc. Những hành động ở hướng Kupyansk mở ra những cơ hội tích cực cho Nga trong chiến dịch mùa hè. Nếu giữ được đà phát triển hiện tại, họ có thể sẽ đánh sập lực lượng Kiev bên ngoài Oskol theo hướng này. Trong kịch bản lạc quan, Nga sẽ tiến xa hơn nhưng còn quá sớm để nói về điều đó. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo tổng hợp tình hình chiến sự của Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5 cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng vệ đã tấn công 16 khu vực tập trung quân Nga. Báo cáo cao đoạn, kể từ đầu ngày 95 cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra, tình hình vẫn nóng nhất ở hướng Kupians và Pokrovsky. Hơn một nửa số trận chiến ngày nay diễn ra ở đó, Nga đang cố gắng tận dụng lợi thế về nhân lực, trang thiết bị và hỗ trợ trên không. Binh lính Ukraine giao chiến với đối phương và ở một số khu vực, họ trực tiếp thực hiện các hoạt động tấn công hiệu quả để cải thiện sự ổn định của hàng phòng thủ và khôi phục vị trí. Báo cáo viết, trong ngày 26 tháng 5, lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 16 khu vực tập trung nhân lực của Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong vòng 24 giờ, Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng 14 quả đạn và 46 cuộc không kích với 69 bom KAB, đồng thời sử dụng 311 UAV. Họ đã thực hiện hơn 2.600 cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine bằng nhiều loại vũ khí. Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Kramatos, Pokrovsky, không có thay đổi đáng kể nào trên các khu vực khác. Kênh Didovka đưa tin, trong tuần qua, quân đội Nga trên hướng Kharkov tiếp tục gây áp lực lên đối phương, bất chấp nỗ lực phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Volchansk. Lúc này, pháo binh, hệ thống tên lửa và không quân Nga đã tấn công cả các đơn vị đồn trú và quân tiếp viện của Ukraine đang được chuyển đến khu vực. Họ cũng tấn công trận địa pháo phản lực của Ukraine, nơi đang pháo kích vào vùng Benkodot. Quân Nga tiếp tục tiến vào các khu vực khác của mặt trận và đã đạt được những thành công theo hướng áp tiến về phía Tây, chiếm Umanskoye, xông vào Novo Pokrovskoye và kiểm soát Nitelovo. Giao tranh trên đường phố, vẫn tiếp tục diễn ra ở Chasovya. Binh sĩ Nga đánh chiếm hết tòa nhà này đến tòa nhà khác theo hướng kênh đào Siversky Donetsk, Donbass. Theo hướng Donetsk, ở thành phố Krasnogorivka, lực lượng Moscow đang đột phá sâu hơn dọc theo đại lộ trung tâm và khu vực xung quanh. Kênh MD đưa tin, sau khi kiểm soát Umanskoye, lực lượng vũ trang Nga đang tiến về phía Bắc và mở rộng vùng kiểm soát quanh khu định cư một số vành đai rừng ở phía bắc Umanskoye đã bị chiếm giữ, lực lượng Moscow tiến sâu thêm 1,3 km. AIA Novosti đưa tin, Tổng thống vùng Orion Andrei Klikov cho biết trên Telegram rằng một chiếc UAV bị bắn hạ trên lãnh thổ vùng Orion bằng phương tiện phòng không. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong hay thiệt hại. Tuyên bố cho biết một cuộc tấn công khác vào khu vực của chúng tôi đã bị ngăn chặn, một chiếc UAV đã bị hệ thống phòng không ở vùng Orion bắn hạ. Theo thông tin ban đầu, không có thương vong hoặc thiệt hại. Hiện tại, các cơ quan điều hành và thực thi pháp luật đang làm việc tại hiện trường. Để đối phó với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự, quân đội Nga thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào các vị trí có nhân sự trang thiết bị của lực lượng Kiev và lính đánh thuê, cũng như vào cơ sở hạ tầng, cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, quân đội, sở chỉ huy và thông tin liên lạc của đối phương. Theo các nhà phân tích của kênh Dipset có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã có những bước tiến mới gần một số khu định cư, bao gồm cả Chasovya ở vùng Donetsk và giành quyền kiểm soát Nitelovo. Báo cáo của Dipset có đoạn đối phương tiến gần Skatkoje, Novomikhailovka, Sokol, Ocherezin, Novo Aleksandrovka, Chasovya ở Beres, và chiếm Nitelovo. Trước đó, các nhà phân tích báo cáo rằng quân đội Nga đã chiếm Umanskoye và tiến vào Ivanovska, vùng Donetsk. Theo chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, quân đội Nga đặt mục tiêu đánh chiếm các thành phố Chasovya ở vùng Donetsk và Volchans ở vùng Kharkov. Kênh Military Samari đưa tin, dạng sáng ngày hôm qua ngày 26 tháng 5, quân đội Nga một lần nữa nhắm mục tiêu vào các địa điểm ở miền Tây Ukraine. Các báo cáo chỉ ra rằng một sân bay mà Kiev dự kiến sẽ triển khai F-16, nơi cũng là căn cứ của máy bay ném bom Su-24M đã bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhan phóng đi từ tiêm kích MiG-31K phá hủy. Tại khu vực Sumy, Ukraine dự đoán một cuộc tấn công khác của Nga dọc biên giới, tình báo Anh cũng lo ngại. Theo hướng Kupians, Nga đã hoàn toàn kiểm soát được làng Berestove. Kênh Military Summary đưa tin, tại Kharkov, một số quả bom lượn FAB đã tấn công đánh sập một phần trung tâm mua sắm. Gần Lipsy, Ukraine đã tập trung 7 lữ đoàn, cho thấy cuộc phản công có thể sẽ bắt đầu trong những ngày tới. Ở Volchan, có vẻ như lực lượng Kiev đang đẩy lùi người Nga và giành lại lãnh thổ. Làng Ivanovka đã bị Nga kiểm soát hoàn toàn. Trong khi đó, cường độ hoạt động ở Chasovya và khu vực xung quanh vẫn ở mức cao. Tại Krasnogorivka, lực lượng Moscow đã tiến vào trung tâm thành phố, khiến Ukraine phải thiết lập các vị trí phòng thủ ở phía tây bắc thành phố để đề phòng binh lính nga có thể chiếm giữ